Chào các bác nhá. Hồi buổi chiều tối hôm qua tôi có đăng tải một cái video giới thiệu cho các bác là cái lô hàng giày ngụy trang nhé. Thì lúc đấy thì tôi mới lấy được về, trời tối lại gần mưa, lúc quay đấy thì hình ảnh không được đẹp lắm, không được sắc nét, thì có một số bác xem là nhìn chưa được rõ. Thì tôi làm cái video này để cho các bác xem được rõ ràng hơn, cụ thể hơn về cái đôi giày ngụy trang, giày đi rừng cho anh em đi săn bẫy, anh em đi phượt, anh em đi làm, đi bảo hộ lao động. Nói chung là cái giày này là cái giày giày đa năng nhé, giày đa năng các bác nhé. Đây, đây là rất là sắc nét, ánh đèn sáng trưng cho các bác quan sát về màu này. Thực tế nhé, vải này là cái vải bò cực là kỳ là dày luôn, vải bò vải bố nhé, màu ngụy trang, màu mới, rèn di đốm xanh, nhá, cực kỳ là phong cách nhá. Các bác lưu ý này, hàng này là cái hàng cao cấp hơn cái hàng trước. Đế là đế cao su, đế cao su ma sát cực tốt. Đây là những cái này gọi là cái đế mới này, có những cái tanông nhá, tanông còn mới nguyên. Đây, cái này độ ma sát bám cực kỳ tốt luôn các bác nhé. Cái này dành cho các bác đi rừng, leo núi thì tuyệt vời. Dành cho anh em đi làm, bảo hộ lao động cũng ok luôn. Giày này nó là thuộc loại giày đa năng. Các bác nhìn này, rất chi là đẹp, màu phong cách độc đáo nhé. Dành cho anh em đi chơi cũng được luôn. Đấy, dùng trong mọi trường hợp. Đó là đôi giày đa năng, giày ngụy trang. Mà giá của nó thì cũng rất chi là hợp lý nhé. Cái giá của nó là 180.000. 180.000 này là đã bao gồm cước phí chuyển phát nhanh cho các bác về đến tận tay. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng. Thế còn nếu mà gửi cái cước phí chậm thì nó sẽ rẻ hơn 180. Nhưng mà cái này là anh em nào cũng có nhu cầu sốt ruột muốn nhận hàng nhanh thì shop sẽ bao cái cước chuyển phát nhanh cho các bác, đó là 180.000 cho một đôi giày này, đi toàn quốc các bác nhé. Anh em ở khắp mọi miền đất nước đâu đâu cũng mua được. Còn về thông số, về size thì nó sẽ có rất là nhiều mẫu, nhiều size. Size từ 38, số 38 cho tới số 39, 40, 41, 43, 42, 43 nhé. Thì các bác mua hàng thì các bác vui lòng cho shop biết rằng các bác đang đi giày dép ở size số bao nhiêu thì shop sẽ lựa cho các bác cái đôi phù hợp. Thế còn về cái đánh số size của cái đôi này, nó không đánh theo kiểu 38, 39 mà nó đánh theo kiểu là 240, 245, 250, 255. Nói chung là các cỡ trở lên. Đây là giày này là hàng nhập khẩu, hàng Trung Quốc, hàng Trung ương nhé, Trung Quốc Trung ương này. Mã tem mác dập nổi trên bao bì sản phẩm nhé. Cái này đấy, da là da vải bố cực mềm. Nhưng mà quan trọng nhất là cái đế này. Cái đế này là cái hàng đế cao cấp các bác nhé. Đế cao cấp, chất liệu là cao su dẻo. Cao su dẻo, khẳng định với các bác là cái độ bền này cực kỳ luôn nhá. Độ bền cực kỳ, đi rất là êm chân, dành cho tất cả mọi người, ai cũng có thể dùng được. Các bác tập thể thao, các bác đi rừng, đi phượt, các bác đi làm. Thế nhưng mà cái giày này nó cũng là rất là phong cách, các bác có thể đi chơi được luôn. Đấy nha, màu ngụy trang độc đáo, xanh rèn di đốm nhá. Đây, màu này rất là chất các bác nhá. Đôi giày rất là chắc chắn nhá các bác nhá. Giá thì chỉ có 180.000 thôi. Đó là bao cái cước phí chuyển phát nhanh. Còn các bác mà nhận cước phí chậm thì nó còn rẻ hơn 180.000 nữa. Mọi thông tin thì các bác cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với lại các đầu số điện thoại của shop nhá. Các bác liên hệ trực tiếp để nhận được sự tư vấn từ các anh em trong tổ tư vấn bán hàng cho các bác nhá. Hàng ship COD, các bác lưu ý này. Ship COD, các bác mua hàng thì chỉ cần nhắn tin hoặc gọi điện cho shop xin số điện thoại này, họ tên, địa chỉ là shop sẽ chuyển phát nhanh qua đường bưu điện về tới tận tay cho các bác. Các bác trước khi thanh toán tiền có quyền bóc ra xem và kiểm tra đúng đôi giày như trên hình ảnh video tôi đang quảng cáo và giới thiệu nhá. Đúng chất liệu như vậy và các bác xem thấy ưng ý là các bác lấy hàng. Còn trường hợp các bác không vừa ý, đeo không vừa chặt, hoặc là các bác chê hàng xấu, hàng không được đẹp thì các bác có thể là có quyền từ chối nhận hàng nhé. Anh em trao đổi rõ ràng cho các bác xem và kiểm tra hàng trước khi nhận, trước khi thanh toán. Đấy nha, các bác lưu ý kỹ, luôn luôn là được xem hàng và kiểm tra hàng nhé. Giá thì là 180.000, bao phí đi toàn quốc cho một đôi giày như thế này. Đôi giày là cái mẫu màu mới, phiên bản cao cổ nhé các bác nhé. Đây, phía sau còn có cả cái đai
để mình thắt dây mình luồn nó phía sau cho nó gọn gàng này. Ở trong thì là lớp mút dày phía sau gót này để cho êm ái này nhá. Đây, êm ái mút dày phía sau gót như này. Cái này thì cực kỳ là chất luôn. Cái này thì đeo rất là phong cách các bác nhé, đeo rất là phong cách đấy, đấy nhá. Đây một đôi giày ngụy trang, các bác xem kỹ nhá, xem chi tiết. Thế còn có nhu cầu muốn mua thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại các số điện thoại của shop nhá các bác nhá. Shop Tân Ánh Ngọc Ánh đến từ Nhã Nam Tân Yên Bắc Giang, hân hạnh phục vụ các bác nhá. Đấy, giá 180.000 cho một đôi giày nhá, đủ các thông số, đủ các size. Các bác mua hàng thì vui lòng cho shop biết size giày dép các bác đang đeo. Rồi xin cảm ơn các bác nha. Các bác quan sát kỹ về màu của sản phẩm, về chất lượng, cam kết với các bác là hàng rất là ok luôn, độ bền cao nhá. Các bác kiểm tra hàng xong thanh toán tiền cho người giao hàng. Rồi xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Các bác xem clip trên kênh YouTube của shop, vui lòng bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh và các bác bấm luôn cái chuông bên cạnh thì sẽ nhận được những thông báo mới nhất về những video mà shop giới thiệu sản phẩm mới tới các bác nha. Rồi xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những cái video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.